Ngày 30 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp các đội cảnh sát giao thông điều tra nguyên nhân hai vụ tai nạn làm hai người tử vong xảy ra trên địa bàn. Trong đó một vụ tai nạn xe chở rác và xe máy. Tối ngày 29 tháng 10, xe chở rác do nam tài xế cầm lái chạy trên quốc lộ 50 hướng từ cầu Nhị Thiên Đường đi tỉnh Long An. Khi xe đến đoạn qua xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì xảy ra va chạm với xe máy do nam thanh niên cầm lái chở theo cô gái chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến nam thanh niên bị bánh xe rác cán tử vong, cô gái may mắn thoát nạn, bị xây sát. Trước đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, một vụ tai nạn giữa xe khách và người đi bộ cũng xảy ra trên tỉnh lộ 10, đoạn qua xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, khiến người đàn ông tử vong. Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh phối hợp đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thuộc phòng PC08 có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.